Sự việc gây sốc này được đánh dấu ở một buổi diễn của ca sĩ Obita tại sân khấu Lubeji ở đô thị Bojuka, thuộc bang Bavaria phía đông bắc Brazil. Người đại trượng phu theo báo cáo là đã giận sôi người khi thấy bạn gái của mình đang lắc hông trước mặt bao nhiêu đại trượng phu, anh ta nổi lên cơn ghen và lập tức chạy tới, dùng chân đá thẳng vào mặt cô gái. Trong video, cô gái giấu tên đang biểu diễn động tác lắc hông ở trên sân khấu và bao quanh là rất đông người chứng kiến. Người đại trượng phu mặc áo đỏ đột nhiên xuất hiện, chạy lên sân khấu và tiến đến phía cô gái. Hắn đã dùng chân đá vào mặt của cô khiến cô trượt ngửa ra. Các nhân viên bình yên sau đó đã bắt anh chàng này lại. Hành động rất thô bạo của người đại trượng phu đối với bạn gái của mình. Trao đổi với truyền thông địa phương, Hôn Santana, một trong những nhà phát hành của buổi biểu diễn cho biết, hai người họ là một cặp đôi, anh chàng kia đã lên cơn ghen khi thấy bạn gái mình đang ở trên sân khấu và lắc hông trước mặt nhiều người đại trượng phu. Anh ta đã bị nhân viên bình yên khống chế và chiếm được hình phạt thích đáng. Ca sĩ Obita đã đưa ra lời chỉ trích hành động của người bạn trai trên mạng buôn bản hội, tốt hơn hết là anh ta nên ở nguyên trong nhà và đừng có mò mặt tới show của tôi vì anh không xứng đáng làm fan của tôi. Phụ nữ không nên ở tầm thường với hạng đại trượng phu như thế. Nguồn: Daily Mail.